Thưa mọi người, hiện tại là GoFood đang có mặt ở Đức Hòa, Long An. Hôm nay đi chung với lại cô Hiền. Cô Hiền có chia sẻ một cái hoàn cảnh của gia đình của một cái anh ảnh bị tai nạn giao thông đó, rồi bây giờ không có cái khả năng lao động, và cũng như là vợ ảnh đi làm công nhân để mà lo toan gia đình cũng như là thuốc thang cho ảnh. Cô Hiền đứng đây cho con với mọi người biết về cái hoàn cảnh này như thế nào rồi cô Hiền. Thằng cháu nó đi làm về rồi cái té xe rồi mổ lấy cái sọ nó gửi với bệnh viện để sau này ráp vô sao đó, mà không có tiền, không có ráp được. Không có tiền ráp hả? Ừ, không có tiền ráp mà nó lâu lắm rồi chắc không còn. Là anh Tuấn đây Tuấn ha. Cà phê. thật cảm ơn nha. Thôi Đó, nói nhờ sao nhờ được, anh Tuấn mặc cái áo vô bán cho nó đẹp trai. bán không? Ổng hiền quá ha. Hiền. Rồi bây giờ là vợ của ảnh là phải lo hết Lo trong hết. gia đình. Ừ. Bị tai nạn bao lâu rồi cô Hiền? Nay 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy ha. Con nhớ cũng lâu rồi, 2 năm mấy rồi. Để chút là con hỏi thêm về cái thuốc thang với lại cái hướng như thế nào ha. Để chị ở đây sau nhà đó hả? Ở lần trước á, là hiện tại là bây giờ đang có đám cưới á, mọi người, và đang mở nhạc, thì chắc là cô Phú với lại là gia đình sẽ nói chuyện ở phía sau đây. Anh Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi. 34 hả? Đấy 34 trẻ vậy. 34 lẽ là nhỏ tuổi hơn em đó hả? mẹ sinh năm 80 85, Lúc trước là anh Tuấn làm công việc gì? hồ Làm hồ hả? Làm hồ. Bị tai nạn ở đâu vậy anh Tuấn? chơi cầu mối cầu mối cầu 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 mối. mối rồi nha. Cầu mối. Đi về mà ra không sao, em quá chết. Cái gì? Ông nói gì? Thấy không? Sao em chết? Em muốn quá chết. Hả? Sao? Mày không chết hả? À, mai không chết À, đi là nha. nó may mắn á, mừng á. Ở đây là cái gian bếp của gia đình. Ở đây là mình ở xã nào vậy anh Tuấn, anh có biết không? Dạ. Đức Lập Hà. Đức Lập Hạ. Chị em nhờ chị chút xíu. Không Chào sao đâu. nè. Chị tên gì? Tên Long. Tên Lon hả? Gì? Họ gì? Gì? Chị làm ở công ty nào? Long Tây Long Long Vĩ hay gì? Mình làm thu nhập có ổn định không chị? cũng được Cũng được. chứ cũng đủ xài kiểu. Rồi ngoài cái việc mà anh Tuấn rồi bây giờ không có đi làm, với lại là thuốc thang đồ cho ảnh, thì tiền nong rồi hàng tháng rồi cho ảnh là khoảng bao nhiêu? Tháng cũng 800. 800. Rồi có đi khám không chị? Cũng đi khám mà Đi mấy khám hàng lần tháng hả? Khám ở Củ Chi hay là xuống Sài ở Gòn? bên Củ Chi Củ mà Chi. kiểu cũng ít, kiểu cũng mấy tới Hồi nãy cô Hiền có nói là nếu mà mình ghép hộp sọ là vô khoảng bao nhiêu tiền? khoảng 4 mấy triệu. 4 mấy triệu hả? Nhưng mà ghép vô á thì ảnh có được cái sức khỏe nó đỡ hơn không? Bác sĩ nói thì kiểu giờ khỏe thì ra Anh kiểu như ráp cũng ráp là được, về mặt cũng thẩm mỹ thôi hay là kiểu mà có khỏe hơn không? được. Bác sĩ thì nó cũng khỏe, hồi khỏe nó lên thì khỏe. 4 mấy triệu hả? Ở Chợ Rẫy hả? Thẩm ấy như bên Củ Chi á, Củ Chi. sắp Củ Chi. Hai vợ chồng mà có mấy đứa con? 2 đứa gái. 2 đứa con gái. Là năm nay anh Tuấn bao nhiêu tuổi? Nay 42 tuổi. 42, nãy là 34 nè. Nãy là 34. Cưới ngựa 42. Đổi ngựa. Hồi nãy thì chị cũng có chia sẻ thẳng thắn là ảnh bị tai nạn là do uống rượu, đúng không?
nên là em xin phép là chia sẻ cái clip ngày hôm nay để những ai có xem á, thì nói chung là tránh cái trường hợp giống của anh Tuấn, ví dụ như là say xỉn hay là như thế nào, hoặc là uống có chừng mực hay chị, chứ để mà tránh cái việc mà giống như gia đình đây cũng như là anh Tuấn đây. Lúc trước cũng uống nhiều lắm hả? Uống cũng được, cũng đi làm thôi cũng uống. Rồi chạy tự té hay là tông vô người ta? Kiểu chạy là té, tông vô xe. Tấu đi tấu về tấu xe. Đi tấu về tấu. Tấu không thấy đường. Tông vô vô. Dạ. Chứ nó cũng không uống nhiều. Bữa đó cũng làm. Cũng làm mà cũng uống. Cũng không phải là chạy tốc độ cao nhưng mà xui rủi là không có có làm chủ bản thân ha, té vậy thôi đó. Còn ngoài cái đầu ra thì còn tay chân có bị gì không? Cười hoài vậy? Anh ở nhà vậy thôi chứ anh không có phụ gì được ha chị. Hai đứa nhỏ lớn chưa? Lớn 18 tuổi. Đứa 18, đứa 17 tuổi. Là còn đi học không? Nhỏ lớn ở nhà làm phụ. Làm cái gì? Kiểu cũng làm tư nhân ngoài á. À. Còn đứa nhỏ còn đi học. Còn đi học. Nó phụ chị ha. Ảnh có khi nào mà ảnh bị kiểu mà ảnh bị đau đầu hay là như thế nào không? Không, bị co giật được không? Kiểu lâu lâu cũng giật. Giật ha. Lâu lâu cũng giật rút rồi. Chúc có quà đám cưới không? Quà. Hả? Quà nó hoàng trai. Cứ em cho cô chú mà. Em gần 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 mụ nó chúc cho em nghỉ. Ủa anh là lúc trước ảnh nói không có đớ mà khi tai nạn xong rồi gì đó hả? Nói chuyện đó. Giờ hiền. Giờ hiền hay đó dữ à? Nhìn đó không nói nhiều. Nói giờ là để trái ngược lại hoàn toàn. Giờ kiểu hiền thôi. Tôi qua ở bà đây. Ở sao là mình nuôi bò hay sao á chị? Ba nuôi. Ba nuôi. Có bà giờ sớm không về đây. Chị có tính là sẽ gáp hộp sọ cho ảnh không? Dạ. Chị có tính là việc mà gáp hộp sọ cho ảnh không? Đi vay mượn được các thứ á. Dư thì có tiền thì gáp được. Kiểu làm cũng có tiền thì cũng tính gáp. Nếu mà trong khả năng của mình là khoảng bao nhiêu năm, mấy năm nữa là mình gáp? Theo như cái thu nhập của mình á. Chứ giờ là không có nghĩ tới rồi đúng không? Giờ học không đâu có đủ tiền, đâu có tiền đâu gáp. Làm nè đây là có dầu nè, có dầu nè em ơi xin lỗi, có dầu nè em gửi cho anh nè, à, để thoa ha. Cảm ơn em. Nha. Với thêm nữa nè, có sữa nữa nè, có sữa nữa nè ha. Cái này là một chút xíu nữa em sẽ đọc tên cái người mà tặng cho anh nha. Đó sữa, một chút nữa em chỉ hướng dẫn sữa nha. Uống cho có sức khỏe. Chứ mà uống rượu thì nhiều là đâu có tốt ha. Còn đây là cái giấy bệnh của anh Tuấn đó hả chị? Là năm này, năm tháng 2 năm 2021 ha. Là mỗi lần mình đi khám ở bệnh viện Củ Chi là đem theo cái này ha. Cái thuốc là hàng ngày uống như thế nào? Mới lúc đầu thì đi lãnh bệnh viện á. Cái này đi làm mà kiểu làm rồi lãnh không được á. Cái mua ở tiệm. Mua. Chị có thấy là những cái khó khăn khi mà chăm sóc cho chồng của mình được không? Có cảm thấy là có khi nào mình cảm thấy mình chán nản, mình bỏ cuộc không? Không, tại số ảnh bệnh vậy ráng nuôi. Vậy đó. Ráng nuôi với đâu bỏ. Ủa chị là dân ở đây luôn hả? Hai chị ở đâu? Ở dưới Mỹ Hạnh. Ở Mỹ Hạnh cũng gần ha. Với lại là như thế này, thì ngoài cái sữa với lại cái dầu ra đó, thì em xin phép là em thay mặt Mạnh Thường Quân gửi đến cho anh Tuấn ít tiền
coi như cái tiền này phụ với lại gia đình, ít nhất cũng khoảng 1-2 tháng để mà đỡ cái phần chị với lại con gái của chị ha. Rồi em xin phép nói lại ha, coi như là nhân dịp cuối năm và cũng như là biết tới cái trường hợp của gia đình mình, thì xin phép là thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em gửi đến cho anh Tấn ít tiền. Những cái tiền này đó là Mạnh Thường Quân gửi trước cho em, và họ dặn là gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, những gia đình khó khăn thì thay mặt họ gửi đến. Hồi nãy em cũng có nói thì để phụ với chị với lại con gái cũng ít nhất khoảng 1-2 tháng về cái tiền thuốc thang và cũng như là sinh hoạt ở gia đình ha. Em xin phép đọc tên và khoản tiền nha anh Tấn. Dạ. Thứ nhất là của nhóm Sơn Lé, nhóm bạn Sơn Lé và nhóm bạn ở Cali Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là các em là Đi Thồ, Rai Thồ, Đô Rì và Don, các em này ở Mỹ là 1 triệu. Thứ ba là của chị Phượng ở Úc là 1 triệu. Thứ tư là của chú Nam Nguyễn ở Mỹ là 1 triệu. Và cuối cùng là của nhóm các chị gái ở Gia Lai là 1 triệu. Thì tổng cộng là 5 triệu. Em gửi cho anh Tuấn 5 triệu nha. À. À. 5 triệu. 5 triệu đó là mình sử dụng như thế nào vậy anh Tuấn? Mua thuốc uống, đồ ăn, đi khám bệnh ha. Ừ. Vậy đó. À, đưa vợ hết rồi, đưa vợ hết, không giữ sao không giữ? Hả? Đưa mình giữ chứ, đưa vợ hết làm chi? Để mua thuốc. Thuốc uống. Hồi sáng uống thuốc chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. Chúc có qua đám cưới không? Có. Có ha. Hai anh chị có qua không? Có, qua. À, bà con hả? Bà con. À, là con phải bà phụ. Cho em nói chuyện khoảng 5-7 phút nữa là xong rồi ha. Với lại thêm nữa em cũng quên là cái sữa này hồi nãy với lại chai dầu á là của một cái cô ở Úc ha, tặng cho anh đó nha. Dạ. Cảm ơn cô em. Cảm ơn cô nhiều. Nhà ở đây là anh Tuấn xây hay là ai xây? Mướn người ta xây. Mướn người ta xây. À. Nhà này là lâu chưa chị? Này cũng lâu. Này cả 10 năm. 10 năm hả? Nếu mà ảnh có cái sức khỏe thì chắc giờ là tô rồi đó ha. Giờ có tiền mình tô rồi. Giờ chắc chờ hai đứa nhỏ giờ sao giờ? Kiểu... Hả? Lớp bệnh là cũng ngay tiền kiểu dành đó. Cho ấy bệnh lên thuốc men. À. Cũng không đủ. Không đủ. Chứ lên tường mà không xài rượu, không tô là cứ hoài một hết. Năm nay cũng 10 năm. Anh có cái lời khuyên gì đến với những cái người mà uống rượu rồi đi xe cộ rồi rượu bia rồi các thứ rồi không? Thôi đừng uống. Thôi đừng uống. Làm uống rượu bia vô rồi bị tai nạn rồi mình không có cái sức khỏe rồi gánh nặng của gia đình của xã hội ha. Nó nên là có chừng mực đúng không anh? Mới đầu ai cũng vậy á, ai cũng ví dụ như chưa có tai nạn á thì nói sao cũng hay chứ, mà khi mà bị rồi cái rồi bắt đầu mới chờ tí đi cưng ơi. Cũng thay mặt người xem ở trên kênh cũng cũng cảm ơn cô Hiền rất là nhiều nha cô Hiền, dẫn con với lại mọi người đến những cái hoàn cảnh khó khăn ở khu vực. Cô có cái lời nào nói tới anh Tuấn không rồi mình chuẩn bị qua trường hợp khác? Thật cô cũng gửi lời thay mặt cháu gửi lời cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho những người khó khăn
coi như là cái lì xì cuối năm ha của Mạnh Thường Quân cho gia đình đi nha. Nhân dịp cuối năm đến thăm những cái hoàn cảnh khó khăn ở khu vực xã Đức Lập Hạ. Đức Lập Hạ. Nha. Thôi em về nha. Chừng nào đi qua đám cưới. Rồi. Con gái là cảm ơn Mạnh Thường Quân với chúc sức khỏe Mạnh Thường Quân đi. Ủi đồ rồi chưa? Đi đâu hết rồi hả? Vợ ủi hay là anh ủi? Về rồi em hết. À. Thôi em về nha. Rồi có dịp nào em đi lên trên đây rồi em ghé nha. Thôi em về. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như là mọi người góp ý để cho cái sức khỏe của anh Tuấn tốt hơn. Mỗi cái trường hợp của Phú chia sẻ ra là mỗi cái câu chuyện để mọi người có thể rút kinh nghiệm trong bài học, như trường hợp của anh Tuấn tránh cái việc mà rượu chè đồ các thứ nó đi quá đà. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn lại mọi người.